Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi về con Venusaur nha anh em. Một con tướng mà dạo gần đây mình thấy rằng nó thường xuyên được xuất hiện trong những trận đấu của chúng ta. Và theo lời các bạn nói, Venusaur nó rất là mạnh, rất là bá đạo khi mà chúng ta sử dụng cái lối trang bị là lên full phép. Hôm nay Đệ Tử sẽ có một cái buổi thực nghiệm, trải nghiệm xem cái lối trang bị lên full phép nó mạnh đến cỡ chừng nào mà các bạn lại đồn thổi như vậy nha. Theo mình biết thì khi mà chúng ta lên full phép, cái sức mạnh của cái chiêu cuối bạo đạn nó sẽ được tăng lên rất nhiều, đặc biệt là khi chúng ta đứng gần, đứng sát với đối phương thì cái uy lực mà cái chiêu cuối bạo đạn nó ra ra sẽ cực kỳ cao, đúng không ạ? Nếu như mà so sánh cái ngưỡng sức mạnh của anh chàng Venusaur và cô nàng Violet thì mình có thể nói rằng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Violet cô ta có được một lợi thế là cô ta có khả năng bay nhảy. Cô ta bị mập địch kéo rồi, cô ta đang bị làm tròn, cô ta mất máu quá nhiều các bạn ạ. Tóc biến đi, đập mặt vô tường, nhảy qua bờ tường bên kia nhưng vẫn bên bị truy đuổi. Mập địch tóc biến lên, chiến công đầu dành cho Đệ Tử, rất tuyệt vời, quá đẹp đi. Một cái pha giao tranh có thể nói là mập địch nó hơi vung vĩ đi, nhưng không sao cả, cả là người thứ hai chăng, chắc chắn là như vậy rồi các bạn ơi. Double kill về cho Đệ Tử. Chúng ta nói một xíu về pha giao tranh lúc nãy. Mập địch anh ta phí phạm cái đòn tốc biến của mình. Đáng lẽ trong vài giao tranh lúc nãy anh ta không cần phải sử dụng cho mình cái tốc biến, bởi vì cái phi tiêu đến từ Đệ Tử cũng có thể truy đuổi và hạ gục được cô đèn Violet mà thôi. Đó, nói là như vậy. Hai điểm hạ gục ở phút thứ 1, phút 50 của trận đấu thôi. Chúng ta cần phải biết tận dụng. Mập địch anh ta ra cái khẩu hiệu là phải biết lấy đi những nguồn tài nguyên của team bạn. Murat nhảy tới bằng cái ảo chạm của mình, sử dụng tàn ở đâu. Mập địch kéo một lần nữa đến bàn Murat rồi. Murat giật bóng lưu về. Đệ Tử đang truy đuổi anh ta. Phía sau đó chính là Rem, anh ta cũng đang truy đuổi mình bằng cái đinh ma của mình. Đệ Tử đang mất máu. Rishi đang chặn đầu. Đầu xanh nói tốc biến đi, né được đâu. Nhưng mập địch đã phải hy sinh tại nơi kia. The Flash nhảy đến hỗ trợ và Đệ Tử thoát thành công với cái sự hy sinh của anh chàng mập địch. Một cái sự hy sinh rất cao cả. Một cái nghĩa cử đúng chất của một người support, hy sinh cái thân mình để bảo vệ cho những nguồn sát thương chủ lực. Về mặt bộ kỹ năng của Venusaur chúng ta cũng không cần phải nói nhiều đâu nha, tại vì con tướng này nó đã về với chúng ta rất là lâu rồi. Riêng có cái phần nội tại đấy, nội tại thì sau mọi cái chiêu thức và các bạn tung ra, các bạn sẽ được tích cái nội tại giúp cho các bạn tăng cái tốc chạy. Và cái đòn bắn thứ ba nó gây ra một cái hiệu ứng đặc biệt, cũng giống như là sát thương nó rất cao. Chính vì vậy mà anh em nên nâng cho mình mát cái chiêu 1 nha. Nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng với lại cái sát thương nó cực kỳ ổn định trong những pha giao tranh. Đó là như vậy. Ok, mập địch anh ta đang là tấm chắn cho những người đồng đội chúng tôi. Anh ta kéo thành công Violet rồi, lốc chân không được dùng. Đệ Tử đang được reset, dùng luôn chiêu cuối bạo đạn, dứt riêm được hai người rồi. Rishi đang tới, hất tung được bật cái mưa sao băng. Murat đang tích quay kêu mình cao anh chạm. Anh ta ám sát lên người mà Đệ Tử. Mập địch đang nấp lên, cứu mập địch ơi. Mập địch anh ta không chịu cứu, anh ta chạy qua bên kia rồi. Anh ta bỏ Đệ Tử bơ vơ và Đệ Tử đã phải lên dĩa ngay trong tình huống này đây. Batman đang tới, Batman đang còn đang tấn công lên Murat. Murat nằm xuống rồi, Rishi chạy về thành công. Mập địch kéo một phát nữa, đầu xanh nó kéo không trúng cô đèn Rishi. Đó là một cái tọa độ rất chuẩn, nhưng cái tầm kéo là chưa đủ nha. Đó, rõ ràng là như vậy. Tọa độ rất chuẩn xác, nhưng cái dây kéo của anh bạn mập địch nó không chuẩn xác. Tôi vừa mới khen anh bạn mập địch là một anh chàng có cái tố chất tốt bụng của một người support, mà bây giờ anh ta lại bỏ rơi Đệ Tử như thế này rồi các bạn ơi. Rất buồn, rất buồn. Theo mình nghĩ thì Venusaur là một cái chất tướng mà cần lắm cái sự bảo kê đến từ những người đồng đội. Nó không phải như là cô nàng Violet, bắn phát nào là đau phát đó. Cái điều quan trọng là làm thế nào cho Venusaur tồn tại trong những pha giao tranh, tồn tại trong khoảng chừng 5 giây thôi. Nếu như chúng ta có được một cái điều kiện là xanh sao và cái lượng trang bị của chúng ta nó gần như là full, thì có thể nói cái sức mạnh của Venusaur sẽ được phát huy một cách tối đa. Đồng thời, các người chơi cũng phải có được những bước di chuyển khôn khéo. Con rồng lộn đang được kích hoạt, những thành viên của team tôi đang trấn thủ tại đây. Team tôi không cho team bạn ăn con rồng lộn đâu nha. Và giao tranh có vẻ nó đang tụ tập tại khu vực rừng mía rồi. Murat đang cố gắng tích hoạt cho mình ảo anh chạm tại cái con quái bên kia. Mập địch anh ta kéo được Murat rồi, nuốt chửng thành công luôn, dùng luôn chiêu cuối bảo đạn. Mập địch là người có được điểm hạ gục, nhưng không sao, Rishi tại đây. Rishi không có cái chiêu hất tung, thì Đệ Tử không cần phải sợ gì cả. Chúng tôi đã thắng thế được giao tranh vừa rồi, và chúng tôi đã đẩy, đã lùa team bạn xuống khu vực đường dưới rồi các bạn ơi. Violet cô ta đang được tỏ sáng với quân bài đó. Cô ta đâu rồi? Phát hiện cô ta chưa làm chọn. Cô ta làm gì đây? Cô ta lên dĩa rồi, cả là người tiếp theo phải chăng? Nhưng anh ta quá trâu rồi, mất quy định rồi. A có bộ xương khô các bạn ơi. Triple kill về cho Đệ Tử rồi, rất tốt,
6 đề bà gục ở phút thứ 5 của trận đấu. Tôi không thể nào tin được, nhưng nó là sự thật. Một câu khẳng định chắc nịch, trò chơi xu đầu vé sẽ được chính thức bắt đầu từ đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói một xíu về cái kinh nghiệm khi mà chơi con tướng Venusian nè. Tôi cũng từng có một cái khoảng thời gian auto Venusian các bạn ơi, để có thể luyện tập và phát hiện, tìm ra những cái kinh nghiệm khi chơi con tướng Venusian này. Và tôi thấy rằng cái kinh nghiệm và cái chiến thuật phổ biến dành cho Venusian mới thoạt nhìn các bạn sẽ thấy nó rất là dễ chơi đúng không ạ? Nhưng mà chơi không có dễ đâu. Tại vì đòi hỏi các bạn phải có những cái bước di chuyển nó khôn khéo, đừng bao giờ quá hậu báo. Con tướng đây là xạ thủ mà, làm sao chúng ta hậu báo được đúng không? Chúng ta cần phải đi chung với team, cần phải đi chung với những người đồng đội. Và khi mà cái giao tranh nó mới bắt đầu xảy ra, anh em chơi theo cái chiến thuật là vừa bắn và anh em vừa lui, vừa bắn vừa lui, vừa bắn và vừa lui nha. Đấu xanh A thỏa sức yên rầm chọn, dùng luôn chiêu cuối bảo đàn công lý phán quyết được dùng rồi. Thủy thần kích hoạt làm chọn thành công đệ tử. Rep nhảy tới đóng biển đi, né được sát thương đến từ rep. Khỉ một mình anh ta đang cân tim, trong lát nhảy lên hỗ trợ đồng đội. Đệ tử chọn giải pháp và rút lui. Các bạn ơi, chúng ta thắng thế rồi, chúng ta đã thắng thế, chúng ta giết được hai thành viên team bạn cho một cái pha băng trụ rất hậu báo đến từ team bạn rồi. Rất tuyệt rồi các bạn ơi. Nhưng có vẻ như giao tranh nó vẫn chưa dừng lại. Murad đang cố gắng tích hoạt cho mình cái ảo chạm tại nơi kia. Flash anh ta biến về rồi, khỉ cũng nên biến về bởi vì anh ta không còn nhiều mana. Team bạn đang đẩy cao áp lực tại khu vực đường giữa, họ đang muốn lấy trụ chăng? Nhưng muốn lấy được hay không thì phải bước qua sát của Venusian. Câu trả lời của họ là không, họ quyết định bỏ trụ. Những đồng đội team tôi đã lấy được cái trụ một khu vực đường giữa rồi, họ đang chạm trán với team bạn và đệ tử đang đến hỗ trợ đây. Splash cũng vậy, ảo chạm được dùng rồi, mập địch mất máu quá nhiều, anh ta còn bảo vệ 1000 máu mà thôi. Splash anh ta đang cân team, một mình anh tăng cơ 2-3 thành viên team bạn gì đó. Hồi máu được dùng luôn, Batman lao tới, lốc chân không được thi triển, đệ tử đang reserve, cá đã phải lên dĩa, thậm chí là Murad luôn nè. Tàn ánh đau, vỡ ngực, anh ta vẫn đang chém, giật bóng luôn về, anh ta dính phải phi tiêu dơ đến từ Batman và lên dĩa ngay vào luôn rồi. Đi mang ngục thuộc về cho Batman. Tại khu vực kia có cuộc gàng Violet, cuộc ta tóc biến gì, ôn trụ thành công, bảo đạn, bá đạo dành cho đệ tử luôn. 4 con vịt đã vào nồi với một em rất quen thuộc của dân Việt Nam chúng ta. Đó chính là món vịt hầm củ chuối, rất quen thuộc các bạn ạ. 4 thành viên team bạn đã phải nhận một bài học thích đáng cho cái hành vi là muốn băng trù của team đệ tử. Nói về cái lối đánh của Venusian á, thì nó còn phụ thuộc vào cái tính cách của mọi người. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Phong cách của đệ tử là một cái phong cách mà thích chơi theo cái lối an toàn, hổ báo trong trường hợp là mình có một xíu men trong người các bạn ơi. Hổ báo thì sao? Làm chón đối phương, tóc biến lên, dùng luôn chiêu cuối, sau đó xách dép bỏ chạy và bắn liên tục bằng chiêu 1. Sau khi anh em dùng chiêu cuối, chúng ta sẽ gọi là chạy mad ghê với vận tốc của những đứa chậm chó chạy xe tơ gắn super chạc luôn anh em ạ. Rất là kinh khủng, dùng chiêu cuối là chạy mad ghê luôn. Còn lối chơi an toàn thì sao? Đứng xung quanh rìa vực của giao tranh và bắn liên tục bằng chiêu 1, chiêu 2 gì đó, đơn giản thôi. Team bạn đang kéo rất đông, họ đang muốn băng trụ à. Thị thần kích hoạt làm chỗ được đệ tử rồi. Rep anh ta đập đệ tử rất nhiều, dùng luôn chiêu cuối, tóc biến lên, bắn liên tục vào. Vào gục ngã rồi, rep anh ta đang cố đánh chống cự, nhưng mà càng chống cự thì cái bụng của anh ta càng bự mà thôi. Cân 2 rất nhẹ nhàng outplay đối phương. Đây rõ ràng là một pha highlight của đệ tử. Một câu khẳng định chắc nịch, kể từ giờ phút này Venusian sẽ là một trong những con tướng tủ của đệ tử các bạn ơi. Cái pha giao tranh vừa nãy nó đã khiến cho những thành viên team bạn phải uất ức vô cùng. Tôi khẳng định với các bạn là như vậy luôn đấy. Đặc biệt là cô nàng Violet và Rep sẽ phải nhận được một cái bài học thích đáng cho cái hành vi băng trụ và hậu báo, dám tấn công lên người Venusian. Tiếp tục cái cuộc chia sẻ của chúng ta nè, thì mình nghĩ rằng khi chơi Venusian ở trạng thái full phép như thế này, chúng ta không thể nào sử dụng cái bản ngọc khi mà Venusian ở trạng thái full công vật lý đúng không ạ? Thì full phép chúng ta cần phải có một bản ngọc khác. Ngọc mà mình lên như sau: ngọc đỏ lên công phép cộng với lại là tốc đánh, ngọc tím lên 5 viên hút máu cộng với là 5 viên tốc đánh với tốc chạy, và cuối cùng là ngọc lục chúng ta lên công phép với lại giảm thời gian hồi chiêu. Mình nghĩ rằng khi mà các bạn lên công phép với giảm thời gian hồi chiêu như vậy thì cái khả năng làm chón và cái khả năng cấu rỉa bắn liên tục là nó cực kỳ nhiều luôn, nó cực kỳ cao. Và cái lượng sát thương mà các bạn gây lên những thành viên team bạn nó được tối đa hóa sức mạnh của nó đi. Tại vì sao? Cái sức mạnh của Venusian là nó nằm ở cái khả năng làm chón, và cái khả năng tồn tại trong giao tranh càng lâu thì khiến cho team bạn càng dễ dàng bị tan vỡ, đúng không ạ? Chúng ta cần phải phát huy và chúng ta tập trung mạnh vào cái mảng như vậy thì cái sức mạnh nó mới được tối đa hóa được. Đó chính là cái lý do tại sao mà đệ tử sử dụng cái ngọc lục là công phép và giảm thời gian hồi chiêu.
nha, nó là như vậy đấy. Đồng thời các bạn cũng đừng quên áp dụng ba cái nguyên tắc vàng của chúng ta khi mà chơi những con tướng xạ thủ như thế này. Đó chính là gì à? Cỏ, trụ và tường. Đó, nó là như vậy. Mình nghĩ rằng khi mà các bạn áp dụng một lối trang bị như thế này, một bảng ngọc như thế này và một cái bước di chuyển rất là khôn khéo, tinh nhuệ khi áp dụng đúng ba cái nguyên tắc vàng như vậy, thì sức mạnh của Venusin nó sẽ nằm ở một cái đỉnh cao mới. Và cần lắm những người chơi Venusin tốt để có thể mang lại danh dự cho Venusin, mang Venusin trở lại những trận đấu hạng của chúng ta. Mình nghĩ rằng sức mạnh của Venusin nó chỉ nằm ở cái mức tầm khoảng chừng kim cương 4 thôi, kim cương 4 đổ lại thôi. Chứ nếu mà cao hơn thì rất khó khăn. Nếu như mà các bạn muốn chơi cao hơn thì đòi hỏi rằng chúng ta cần phải có sự hỗ trợ và support đến từ những người đồng đội. Sẵn đây cũng chia sẻ với anh em luôn, sau khi mà thực hiện xong cái clip này, tôi sẽ có một cái cuộc đi tập huấn cùng với một số anh bạn bình luận viên để trao dồi thêm kỹ năng của mình. Đó, chính vì vậy mà ngày hôm nay đệ tử chỉ có thể đăng một clip mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mình có thể mình sẽ đăng nhiều clip. Nuốt chừng nuốt được 3-4 người rồi, nuốt được 4 thành viên thì bạn. Đệ tử đang đến nhưng đến quá chậm rồi. Mập địch knock out rồi các bạn ơi. Dùng luôn chiêu cuối, dứt điểm được à thò, tóc biển đi, nhé được nguồn sát thương, chạy về nhà các bạn ơi. Rất khó chịu. Đó chỉ là một cái tình huống trao đổi huề hoãn với nhau mà thôi. Nhưng hãy chú ý cái lợi thế về KDA mạng giữa hai team. Và điều đặc biệt là cái nguồn sát thương chủ lực của team đệ tử, đó chính là quân bài Venusin nha. Nó đang được xanh sao, mà nó không phải là xanh sao bình thường, mà nó xanh như đọt lá chuối luôn rồi anh em ạ. Phải gọi là bây giờ nếu như mà muốn hạ ngục được Venusin này thì team bạn cần phải cử tầm khoảng chừng 2 người thôi, chứ tôi không có dám nói lên con số 3. Bởi vì cân 3 với sức mạnh của Venusin thì nó cần nhiều yếu tố lắm, trong đó yếu tố may mắn nó rất là cao, rất khó khăn. Full đồ rồi, bây giờ lên cái món trang bị gì đây? Giáp hộ mệnh nha, để mà giúp cho cái clip này nó đẹp hơn và khả năng tồn tại trong giao tranh tốt hơn. Đù thấy hiệu ứng đến từ Murat, ở chạm được dùng, mất đi 40% đệ tử đang được bắn, điểm hạ ngục đầu tiên dành cho đệ tử, điểm dành chết chóc bắt đầu. Murat đang chạy vô một chuỗi, đệ tử đang đẩy anh ta vào vách núi và anh ta cũng sẽ phải knock out mà thôi. Come on baby, quá tuyệt vời, rất kinh khủng, đúng chất của Venusin. One shot one kill. Theo tôi đánh giá thì cái lối trang bị full phép như thế này đây, nó cũng mạnh lắm đó các bạn ơi. Nó cũng thuộc cái dạng giống như là 90 đối với lối trang bị công vật lý. Khi mà các bạn lên lối trang bị công phép như thế này thì cái chiêu cuối của các bạn nó mới thực sự là bá đạo. Nó bắn một phát thôi là mất hết 80% máu team bạn luôn. Ok, chiến thắng thuộc về chúng ta rồi. Vâng, và video đệ tử đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau nha. Và bây giờ tôi phải đi bồi dưỡng thêm cái kỹ năng bình luận của tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào cái số ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi chiều tốt lành và vui vẻ bên gia đình.